Câu chuyện hạ giá thịt lợn hơi tăng cao kỷ lục đã được nói rất nhiều trong hơn nửa năm qua. Dù các cơ quan ban ngành đã làm mọi biện pháp, nhưng giá lợn vẫn không có dấu hiệu giảm. Nguyên nhân được xác định là do đàn lợn cả nước bị giảm sâu nghiêm trọng bởi đại dịch tả lợn châu Phi trong năm 2019. Nhiều tỉnh giảm tới hơn 50% sản lượng. Nhiều nông hộ thời gian qua đã bị kiệt quệ do dịch bệnh. Ghi nhận tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi từng được biết đến là thủ phủ nuôi lợn lớn nhất miền Bắc. Thời điểm này, nếu nhìn vào trang trại lợn này với quy mô khoảng 400 con, thì chắc hẳn quý vị sẽ nghĩ là người dân sẽ thắng lớn. Thế nhưng, số lượng lợn này lại không phải của người dân, mà là của các đại lý cám. Nguyên do có nghịch lý này, đó là do người dân không có khả năng chi trả những khoản nợ tiền cám do dịch gây ra và do bão giá lợn, khiến cho hình thức này đang trở nên phổ biến. Bỏ ra gần 500 triệu đồng để đầu tư trang trại. Thế nhưng sau bão giá lợn vào năm 2017, gia đình bà Tuyến đã trắng tay, chưa thể vực dậy vì nợ nần. Để trả nợ, bà Tuyến đã phải cho thuê chuồng trại và chăm sóc đàn lợn cho đại lý cám. Dù mỗi năm được đại lý cám chi trả khoảng hơn 40 triệu đồng, gồm tiền công và tiền thuê trang trại, thế nhưng đến nay bà vẫn chưa trả hết nợ. Không còn khả năng để mà nuôi nữa, không còn gì để mà nuôi nữa. Một là hơi cùng sức cạn, hai nữa là kinh tế thì cạn kiệt quá rồi, không còn có cái khả năng gì để mà chăn nuôi nữa. Thế nên là con trai là phải cho đi làm xa, sang Nhật Bản để làm lấy tiền về trang trải nợ nần. Mất đi đàn lợn vì bão giá và vì dịch tả lợn châu Phi năm 2019, nhiều hộ chăn nuôi ở Ngọc Lũ cũng trong tình cảnh tương tự, phải cho đại lý cám thuê chuồng để trả nợ. Thế nhưng số tiền thu được chẳng thấm vào đâu. Vì là mình nợ người ta quá nhiều, thế không có khả năng trả, mà không có khả năng có tiền để vào vốn lợn nữa. Thế là mình phải gán nợ cho đại lý thôi, nhưng mà gán nợ mỗi một năm người ta chi cho mình, người ta trả cho mình bằng 10 triệu, thì hơn 100 triệu thì phải vào mười mấy năm sau mới trả được nợ hết. Thì hiện nay do cái nhu cầu chăn nuôi hiện nay thì các đại lý gần như là không làm cái vai trò cung cấp đại lý nữa. Bởi vì ngành chăn nuôi đã ảnh hưởng rất lớn cho đến cái người chăn nuôi để mà lấy thức ăn không còn. Do vậy người chăn nuôi chuyển sang cái đại lý chuyển sang cái việc mà chăn nuôi vậy thì các gia trại này người ta sẽ thuê những cái lao động của người chăn nuôi không có điều kiện để đi chăn nuôi cho các cái trại này. Giai đoạn năm 2016 trở về trước, xã Ngọc Lũ có 1.600 hộ chăn nuôi. Thế nhưng thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng hơn 100 hộ duy trì nuôi, với khoảng 10.000 con mỗi lứa. Dù rất muốn tái đàn khi giá lợn cao kỷ lục, song nhiều nông hộ chăn nuôi ở đây đều bất lực vì kiệt sức và cạn vốn. Trước cái tình hình nó ảnh hưởng của dịch tả châu Phi thì cũng đề nghị với tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn tiêu hủy của năm 2019 để các hộ có cái vốn để tiếp tục tái đàn. Cái thứ hai, những cái hộ mà vay vốn của ngân hàng mà đến thời kỳ trả nợ mà chưa có điều kiện thì cũng đề nghị với ngân hàng giãn nợ, khoanh nợ cho các hộ. Hiện Hà Nam đang xây dựng phương án hỗ trợ tái đàn đối với nông hộ, trang trại với mức 3 triệu đồng mỗi nái hậu bị. Tuy nhiên điều kiện phải có quy mô từ 50 nái hậu bị trở lên, không hỗ trợ về lợn thịt. Nếu tính ra mỗi hộ phải đầu tư số tiền khoảng trên 200 triệu đồng trở lên mới được hỗ trợ. Có 100 con gà đông tảo nặng khoảng 1,5 kg, gà thì không có hiện tượng gì khác thường, tuy nhiên lại chết đột ngột trong vòng chỉ 30 phút và mỗi ngày thì chết từ 1 cho đến 2 con. Hiện đã tiêm vaccine và kháng sinh cho gà, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao. Sau đây thì chuyên gia Trương Văn Dung sẽ tư vấn cho khán giả. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả Lê Văn Xuân. Thì với cái hiện tượng mà như khán giả đã mô tả thì tôi cho rằng đây nó bị bệnh tổ trùng thể cấp tính. Bệnh tổ trùng thể cấp tính ấy, thì chết rất là nhanh, nhiều khi chưa có dấu hiệu gì lâm sàng cả. Thế thì bệnh này có phòng bệnh được không? Hoàn toàn chúng ta phòng bệnh được. Bởi vì cái bệnh tổ trùng ở gà hay vịt gan thế thôi thì nó đều do một cái vi khuẩn, nó tên là Pasteurna montoxida, nó serotype A gây ra. Và chúng ta có vaccine phòng bệnh rất hiệu quả. Mà chính vaccine này là do chúng tôi phát triển ra. Và dùng rất có hiệu quả từ lâu rồi cho đến bây giờ vẫn thế. Thế nhưng mà vấn đề là ra là chúng ta không sử dụng vaccine phòng bệnh. Cho nên nó dẫn hiện tượng này.
Thế thì đối với bệnh này thì khán giả có nói là đã tiêm vaccine nhưng không biết nói vaccine gì cả. À, vì đối với gà nhé, thì có rất nhiều cái bệnh mà chúng ta phải chú ý là bệnh Wombro này, bệnh Marek này, bệnh đậu này, rồi bệnh cúm da cầm này, bệnh tụ huyết trùng này. Đấy, rất nhiều các cái bệnh mà chúng ta phải phòng. Chứ không nói một cách chung chung là vaccine. Vaccine thì nó rất chung chung, đúng không? Chúng ta phải rất cụ thể. Thế thì để mà khắc phục ấy, thì tôi nghĩ rằng phải lựa chọn cái kháng sinh. Mà kháng sinh nó mẫn cảm với cái vi khuẩn này thì mới điều trị được. Chứ còn nếu mà dùng kháng sinh đơn thuần thôi thì không biết là kháng sinh nào có thể điều trị được, đúng không? Thế trong trường hợp này thì tôi tư vấn là phải dùng cái thuốc này Enrofloxacin hoặc là Doxycycline hoặc là Oxytetracycline hoặc là Ceftiofur. Đó là những thuốc nó còn mẫn cảm tốt đối với vi khuẩn tụ huyết trùng. Thì đối với con bị nặng ấy, thì chúng ta tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm 3 ngày. À, mà nếu mà nó chưa khỏi hẳn thì có thể đến 5 ngày. À, nhưng còn bình thường những con chưa có dấu hiệu lâm sàng cụ thể thì tôi nghĩ rằng vẫn dùng những thuốc này nhưng cho uống. À, nó đơn giản hơn. Chú uống một lần trên ngày, chú uống 5 ngày liền. Liều lượng theo dẫn giả xuất. Và bên cạnh cái việc điều trị đó thì chúng ta phải nâng cao sức đề kháng cho nó bằng cách cho uống chất điện giải của glucose hòa với vitamin tổng hợp thay nước, cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 3-5 ngày. Và sau đó có thể bổ sung cái men tiêu hóa, rồi vitamin A, D, E, vitamin B complex và khoáng chất PMX trộn vào trong thức ăn, cho ăn hàng ngày, cho ăn khoảng 1 tháng để giúp cho cơ thể nó phát triển trở lại tốt. Thế và sau khi mà điều trị rồi ấy, mà nếu muốn nuôi gà dài hơn thì sau đó khoảng 3 tuần hoặc 1 tháng thì nên dùng cái vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng tiêm phòng với toàn đàn, thì nó sẽ khắc tạo lên một cái miễn dịch chủ động phòng bệnh này một cách rất hiệu quả. Xin được chuyển sang câu hỏi trồng trọt đến từ một khán giả tại thành phố Hải Phòng có số điện thoại 0397, 3 số cuối là 047. Khán giả muốn hỏi thời tiết và khí hậu ở Hải Phòng có phù hợp để trồng sâm bố chính hay không, và cây này thì có hay bị sâu bệnh hại hay không. Xin mời chuyên gia Đinh Văn Đức tư vấn cho khán giả. Dạ vâng, thưa khán giả Hải Phòng, theo tôi tức là với điều kiện Hải Phòng thì chúng ta vẫn có thời tiết ở đấy thì chúng ta vẫn có đủ điều kiện để trồng được cái sâm bố chính. Tuy nhiên là cái sâm thì chúng ta biết là trồng nó phải ở trên cái, ta phải chọn được cái khu đất mà nó có cái giàu dinh dưỡng, đặc biệt là độ mùn cao thì cây nó sẽ sinh trưởng tốt được và nó phải sau này mới cho được chất lượng tốt được. Và tốt nhất tức là chúng ta trồng nó vào trong cái khu rừng, vào đất rừng để chúng ta trồng là tốt nhất, tốt nhất. Rồi còn thì đối với cái sâm này thì nó cũng có bị một số sâu bệnh gây hại thì chúng ta cần phải chú ý một chút thôi. Thì sâu thì chúng ta chú ý là hai đối tượng. Thứ nhất là cái con sâu xám, nó sống trong đất mà nó cứ khi cây chúng ta mới trồng xong thì thường ra nếu mà có cái đối tượng này thì nó ra nó sẽ cắn đứt ngang thân và nó kéo cái thân đấy chui xuống đất, kéo xuống đất để nó làm thức ăn. Vì thế cho nên là chúng ta phải chú ý, nếu mà thấy cái đối tượng này thì chúng ta phải bới đất và chúng ta bắt để tiêu diệt đối tượng này. Còn tốt nhất là chúng ta phải làm chọn cái khu đất sạch thì nó sẽ tránh được cái đối tượng này. Còn thứ hai nữa là có thể trong cái quá trình phát triển thì nó có thể xuất hiện một cái đối tượng nữa là sâu ăn lá, tức là nó ăn khuyết lá, tức là mọi miệng nhai nó lại ăn khuyết lá của chúng ta. Thế thì nếu mà thấy thì chúng ta bắt diệt hoặc là chúng ta sử dụng cái thuốc thảo mộc để chúng ta phun là cũng được, giải quyết được. Rồi còn lại thì bệnh, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến bệnh. Bệnh ở đây thì chủ yếu là chúng ta quan tâm nhất là với cái bệnh thối gốc rễ. Thối gốc rễ, nếu mà cái chỗ đó mà trồng đó mà thoát nước không tốt, bị đọng nước nhiều thì chắc chắn là dẫn đến bị thối gốc, thối rễ. Bệnh này là do nấm nó gây ra ở trong đất ra. Vì thế cho nên là tốt nhất là thối gốc, thối rễ thì chúng ta thấy tức là nếu mà thối gốc thì thấy nó có xuất hiện hai dạng. Dạng thứ nhất tức là thối gốc mốc trắng, sau khi thối xong chúng ta thấy xung quanh cái chỗ phần thối nó mọc lên cái mốc màu trắng. Còn một cái đối tượng thứ hai nữa là thối gốc nhưng mà ở xung quanh ấy nó lại mọc lên cái mốc màu đen, thì người ta gọi là thối gốc mốc đen. Thế thì đây đều là cái bệnh thối gốc, cả đều là do nấm gây ra. Tất nhiên là hai loại nấm khác nhau nhưng mà về phòng trừ thì cũng giống nhau thôi. Vì thế cho nên là chúng ta cần chú ý tức là thoát nước thật tốt cho nó này, đảm bảo đủ ẩm nhưng mà phải thoát nước, đừng để cho động nước thì sẽ giảm được cái này. Tốt nhất tức là trong quá trình trồng chúng ta nên sử dụng cái phân hữu cơ ngoài ủ với nấm đối kháng Trichoderma để chúng ta bón, lót và bón hàng năm thì tôi nghĩ tức là nó sẽ chống được cái đối tượng này, chúng ta không phải sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn rất chi tiết.